Cơ quan Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết hiện đang tạm giữ đối tượng Lê Hoàng Châu để điều tra làm rõ hành vi giả danh cảnh sát để cưỡng đoạt tài sản của một chủ quán cà phê. Theo điều tra ban đầu, trước đó Châu đến quán cà phê Thảo Trinh ở thành phố Mỹ Tho, xưng danh là cảnh sát hình sự, ép chủ quán chi 2 triệu đồng để lo lót yên ổn làm ăn. Để nạn nhân tin, Châu còn lấy ra một vật giống hình khẩu súng quấn trong khăn vải đưa chủ quán cầm thử. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên cho biết vừa triệt phá thành công đường dây môi giới mại dâm bắt giữ kẻ chủ mưu là nguyễn quyết thắng nhóm kín này có tên hiệp hội gái gọi điện biên phủ do nickname ông trùng điện biên làm trưởng nhóm thường cung cấp cho nhau số điện thoại cách thức giao dịch và có hành vi môi giới mại dâm qua mạng xã hội facebook sau một thời gian theo dõi công an tiến hành kiểm tra một khách sạn tại phường tân thanh bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm các đối tượng khai đã được thắng môi giới mua bán dâm qua mạng xã hội facebook Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với cơ sở thu mua phế liệu của bà Lê Thị Xuân Thông, trú tại thị xã Điện Biên về hành vi chôn lấp xả chất thải rắn không đúng quy định, bảo vệ môi trường. Cơ sở này đã xả và chôn lấp 55 mét khối chất thải rắn thông thường trong khuôn viên. Toàn bộ chất thải rắn này phát sinh trong quá trình chế biến phân loại phế liệu của cơ sở. Điều đáng nói, số lượng lớn chất thải này tồn trữ từ nhiều năm qua mà không được xử lý đúng theo quy định.